Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ đến các bạn thêm một món ăn nữa. Đó là hôm nay mình sẽ làm cái món há cảo nhân thịt hẹ nha. Thì để làm món há cảo ngày hôm nay, trước hết thì mình xin giới thiệu với các bạn cái gia vị, cái giỏ để mình làm cái món mình há cảo. Là mình sử dụng đây bột mì. Mình sử dụng 200 g bột mì nha các bạn. Thì các bạn có thể sử dụng cái bột mì đa dụng thì nó ngon nhất nha. Rồi ngoài ra thì mình sử dụng ở đây khoảng 50 g 50 g bột năng, hoặc là các bạn có thể thay bằng bột bắp cũng được luôn ha, để cho cái miếng há cảo của mình nó dai 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 á các bạn. Rồi tiếp theo đó thì mình ở đây mình sử dụng khoảng 200 g 200 g thịt nạc nè. Thịt này thịt nạc luôn nha các bạn, thịt nạc dăm á nha. Rồi ngoài thịt nạc ra thì ở đây mình sử dụng thêm củ hành tây, củ cải. Và đây đặc biệt là cái há cảo nhân thịt hẹ thì mình sử dụng ở đây hẹ. Thì mình sử dụng ở đây khoảng là 10 cây hẹ thôi. Tại vì hẹ thì có bạn thích, các bạn không thích thì chúng ta cho nhiều, còn không thích thì chúng ta cho ít lại nha các bạn. Rồi ngoài ra thì gia vị để mình làm cái món há cảo ngày hôm nay thì mình sử dụng củ hành tím, nè, củ tỏi. Mình sử dụng đường, ở đây mình sử dụng khoảng là 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê tiêu. Và ở đây là mình sử dụng 1 muỗng cà phê muối. Thì tất cả những cái muỗng này thì mình sử dụng cái loại muỗng cà phê nhỏ nha. Rồi ở đây thì mình sử dụng khoảng 2 muỗng hành lá. Hành lá đây là mình đã xắt sẵn rồi nha. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình nhồi bột trước nha các bạn. Nhồi bột trước đi. Rồi ở đây để có cái màu á, các bạn có thích cái màu vàng vàng của cái há cảo á, thì mình sẽ cho cái lòng đỏ trứng gà vào. Mình cho khoảng là 1 đến 2 trứng cái lòng đỏ trứng gà nha. Nếu các bạn nào thích cái màu vàng, còn nếu không thích ấy, thì chúng ta không cái màu trắng thì chúng ta khỏi cho cái lòng đỏ trắng trứng vào nha các bạn. Rồi ở đây mình sẽ nhồi bột trước, mình sẽ cho cái bột năng nè, với trộn chung với bột bột bắp ha, bột mì. Ở đây nếu các bạn nào như mình nói là các bạn nào thích cái lòng đỏ trứng thì cho vào, còn nếu không thích thì thôi ha. Đây thì mình sẽ cho một ít dầu vào luôn nha, một chút xíu dầu và ít muối, xíu muối. Dầu thì các bạn có thể cho dầu ăn hoặc dầu mè vào trong đây. Mục đích là mình cho dầu vào để khi mà nó không có nó mình nhồi á, nó sẽ ngon mịn. Muối thì mình sẽ cho một tí xíu thôi. Rồi sau đó thì mình sẽ cho cái nước sôi vào nha các bạn. Nước sôi mình để khoảng 70 đến 80 độ C á. Mình cho vào. Mình cho vào trước, trước tiên là mình cho khoảng là 50 ml nước thôi. Chủ yếu là mình cho cái nước sôi dài là nãy có bột năng thôi, hoặc là mình cho bột năng vào nó không có bị chảy. Mà cái món của khi mình nhào bột ra thì nó sẽ được ngon và mịn hơn. Ở đây là mình dùng tay mình nhồi bột chứ mình không thể nào mình đeo qua tay được nha. Đây nếu các bạn nào mua được mua cái bột mì mà cũ đó, nó sẽ hút nước nhiều hơn là cái bột mới nha. Đây mình cho thêm khoảng 10 ml nước nữa nha. Đối với cái bột của mình là bột mới nên mình cho khoảng là 60 ml. Các bạn cho từ từ thôi, chúng ta không có cho hết nhiều quá. Nhiều quá các bạn phải thêm bột. Nhồi đến khi nào bột mịn lên nó. Rồi ở đây mình nhồi cái bột cho nó mềm, nó mịn như thế này nè. Bây giờ thì mình sẽ để cho nó nghỉ, bột này nghỉ khoảng là chừng 15 đến 20 phút nha các bạn. Mình dùng cái màng bọc thực phẩm á, mình bọc lại. Hoặc là các bạn có thể có nắp đậy thì chúng ta bỏ trong cái hộp á, đậy lại. Đừng cho bột nó nghỉ và nó không có bị khô ha.
Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu là mình xắt thịt, rồi các bạn bên tay nhuyễn hoặc là các bạn có thể bầm cũng được nha. Rồi ở đây sau khi mình đã sắt rau củ quả xong, mình sẽ cho vào tay hẹ nè. Bánh hẹ thì mình sẽ cho nhiều nha, hành, lá, củ hành trắng. Đường. Củ cà rốt. Tiêu. Hạt nêm. Mình sẽ cho muối vào luôn. Rồi bắt đầu mình trộn lên cho đều luôn nha. Đây mình sẽ cho một ít dầu ăn vào. Củ hành trắng. Tím, tất cả mình trộn lên. Rồi ở đây cái bột mình đã để nghỉ khoảng là 15 phút nha các bạn ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ dỡ cái bột này ra. Bột mình nó mịn ha, dẻo nó mịn rồi nè. Mình sẽ nhồi tiếp nha. Ở đây là mình sẽ nhồi tiếp thêm 5 phút nữa cho cái bột nó mịn nha, dẻo luôn. Rồi mình sẽ lấy cái bột này ra, mình nhồi nha, nhồi thêm cho khoảng 5 phút nữa cho cái bột nó mịn lại.
nếu các bạn nào thích nhỏ nhỏ nha, cái này nhỏ nhỏ ha, thì chúng ta sẽ làm dày. Còn nếu mà các bạn nào thích to hơn nữa thì chúng ta sẽ dùng cái dạng to ha. Rồi sau khi mình ăn xong mình bỏ vô cái nồi mình hấp nha. Nãy giờ mình trong khi mình gói thì mình đã cho cái nồi bắt lên một cái nồi nước, bây giờ nó sôi rồi mình sẽ bắt lên mình hấp không ha. Đây mình sẽ cho vào một cái sửng nha, một cái sửng mình trải lên cái khăn. Thứ nhất là các bạn có giấy nào mà giấy thấm dầu hay giấy nến á, chúng ta sẽ cho vào. Còn nếu không thì mình sẽ trải một cái khăn đây, thứ nhất là để làm cho cái sửng của mình đây nó hút nước, nó không có bị dính lại. Rồi mình sẽ hấp ở đây khoảng là 10 phút nha các bạn. Đây là bánh nhỏ, còn các bạn nào mà gói bánh lớn chúng ta hấp khoảng 10 từ 10 đến 15 phút ha, từ 5 đến 10 phút. Bánh của mình là hấp được 10 phút rồi nè. Cái bánh của mình là há cảo chín thôi, mình vớt ra luôn nha. Rồi như thế là mình đã làm xong cái món cá há cảo nhân hẹ nè các bạn. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.